Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai bạn. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quốc Trung. Năm nay em 35 tuổi. Em là nhân viên lập trình công ty phần mềm ở Tân Bình. Em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thận. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Thanh, năm nay em 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung ơi, Trung nói cho anh biết đi, em gặp cô ấy lúc nào? Dạ thì cũng tình cờ anh, em gặp cô ấy là ở quê của em. Dạ. Quê em đâu? Dạ quê em ở An Giang. Vợ em là ở Bình Dương. Tết đó, anh chị là vợ em mới đi xuống tìm em. Trước lúc gặp anh Trung á, là em đã nghe thím nói sơ về rồi. Nói là tao có một cháu chồng này, nó giỏi mà nó dễ thương lắm, để tao làm mai cho. Cái em nói thôi không thèm đâu. Thế là tự nhiên cái năm đó đi á, thấy vừa thấy cái bóng hôm này là mình nói trong bụng, trời ơi, đừng nói cái thằng cha này là cái người mà thím để mà chị Hòa định làm mai cho mình nha. Thôi cái này liền ra đường còn thèm nữa. Trời. Lúc đó cái tướng ổng thấy ghét lắm anh, bận quần tà lõn lửng lửng rồi cái áo phông mỏng mỏng, rồi mang đôi dép Lào của mấy ông già hay mang á, rồi mặt thì đeo mắt kiếng mà đi nghỉnh nghỉnh vậy nè. Cái em nhìn em nói trời ơi, cái thằng cha nội này hách dịch cũng không thích xíu nào đó. Rồi sau cái lần đó hai người có gặp nhau để nói chuyện không? Thì ăn xong rồi dắt trưa á chị, cái mình mới đi về thành phố. Rồi bà xã em thì đi về Bình Dương. Bà xã mới đặt xe đò. Còn em thì em đi xe Honda với chú thím. Thì chỗ đó sáng bữa đó là do xui cái là em đi mua bảo hiểm á, cái người ta tặng em cái nón bảo hiểm. Cái em nào đem cái nón bảo hiểm lên xe luôn. Cái thím em mới điện cho vợ em bây giờ hỏi xe chạy chưa, cái vợ em nó chưa có chạy. Cái thím em mới năn nỉ nó thôi mấy chạy đi rồi rước nó chạy đi. Rồi lúc đó là em đồng ý leo lên xe đội cái nón bảo hiểm mới luôn. Dạ. Lúc đó trong đầu em nghĩ trời ơi, ông nào cũng kết mình nè, nên đem thẳng cái nón bảo hiểm. Nhưng mà em đâu biết là bảo hiểm tặng cho ông đâu. Vậy đó hả? Có số điện thoại nhau không? Dạ không. Rồi sao gặp lại nhau? Vậy bao lâu mới có tình cảm trời? Yêu nhau là bao nhiêu lâu? Dạ từ khi mà hai con mắt thấy nhau cho tới đám hỏi là khoảng 8 tháng. Lúc đó là em đăng ký đi học văn bằng 2 ban đêm á. Thì tối hôm đó em đang học, cái em thấy một tin nhắn hỏi là hôm nay Thanh có đi học không? Anh là Trung nè. Cái em á, hả? Tự nhiên nhắn lại cho mình chí trời. Rồi sau này em mới hỏi, ủa sao anh có số em hay vậy? Sao? Có bà thím cho đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đó thì đó cũng hay nè. Rồi sau cái lần mà nhắn tin lạc lối đó thì là bao lâu thì chính thức yêu nhau nè? Dạ 3 tháng. 3 tháng sau luôn á hả? Mà đi uống cà phê với nhau á, ngày đầu tiên gặp anh chẳng nói gì đâu, chỉ có một mình em nói thôi à. Nhưng mà cái bữa cà phê đầu tiên là ai trả tiền? Dạ em trả tiền. Chị, ít lắm chị. Bao nhiêu tiền em? Cứ 24.000 chị. Suốt khoảng thời gian quen em luôn á, một tuần là chỉ 24.000 thôi. Cứ em líp tông ổng trái dừa tươi là 24.000. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn tục nhất cá mà luôn á, từ lúc mà tỏ tình đến lúc mà quen được luôn tháng. Là chỉ cần là tôi cá luôn là không tốn một quầy dừa. 8 tháng đúng không? Mà trừ đi hết 3 tháng rồi là có 5 tháng thôi. 5 tháng mà một tuần là đi cà phê mấy lần? Dạ một lần rồi chị. Một tuần lần là lần tháng 4 lần. 4 chai dừa là 24.000 mà nhân lên. Trời đất ơi. 48 nhân đôi là nhiêu? 96.000 mà nhân cho 5 tháng. Trời ơi, chưa tới 500.000. Chưa tới 500.000. Trời ơi, chị mình đỡ hao. Trời. Giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thì nó là chưa tới nửa triệu nữa. Trời đất ơi. Rồi khi mà yêu nhau rồi á thì là có ghen hờn gì không? Ai là người ghen? Ghen chắc con mình em quá. Sao? Em ghen giọng bộ ổng, bộ ổng hay say nắng người ta lắm sao em ghen? Trước em ảnh cũng có cái mối tình sâu đậm lắm á chị. Tức là gần tiến tới hôn nhân luôn rồi đó. Từ khi mà em lớn lên á là tới 25 tuổi luôn là em muốn quen hết trơn á. Ổng là người nắm tay em đầu tiên, hôn em đầu tiên, cái gì của em cũng là đầu tiên. Vậy mà có 500 ngàn. Nhỏ này. Nhỏ này quá trời quá đất thiệt á. Cái em giận, em nói tại sao ổng không phải là em, là không phải là đầu tiên của ảnh. Cái mỗi lần nhắc tới cái em giận, có khi á ổng ít có hát lắm chị. Mà ổng cứ nằm cái ổng hát
ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đưa cao trầu này kia đó chị. Cái em mới hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ chị nào dưới quê vậy. Thế là em cứ chống nạnh lên em hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ người yêu cũ anh hả, ừ, chị nào vậy, nhớ hả, tôi đây nè không nhớ nhớ ai vậy. Là em cứ mà ổng này chọc tức em lắm chị, cứ mỗi lần ổng muốn gì cái ổng hay hát ra bờ sông anh hẹn với em mà chẳng hẹn ra bài hát mà anh hẹn nữa. Dạ, cái bài đó là cái bài chợ mới, bài tủ của ta, bài tủ đúng không, hát một câu nghe coi coi, hát câu. Dạ, em hát ở đây đi, yên tâm bảo không ghiền đâu. Ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đem cao trầu, nhờ người xe duyên tình ta, em cho nên yên lòng, anh đã thưa cùng mẹ cha. Đó. Hát gì mà không nghe được. Mà tôi đây không hát. Ra bờ sông anh hẹn với em, mà mắt lý liếc nhìn vợ không nghe. Em hồi nãy có nói cái gì cũng ảnh cũng là người đầu tiên dành tặng cho em đúng không? Dạ. Nắm tay rồi hôn cũng là người đầu tiên của em. Vậy thì cái đêm tân hôn chắc chắn là nó sẽ rất là ly kỳ phải không? Dạ, tại trước đám cưới á, mấy chị trong công ty cũng có mấy bạn xem tuổi em đám cưới, rồi người ta cũng kể, rồi người ta cũng tặng cho em một cái váy ngủ màu cà rốt cũng đẹp lắm anh. Thế là mình nghĩ tới đêm đó mình cũng bận này kia rồi, mà người ta thường bảo là đàn ông người ta trông chờ giây phút đó lắm. Thế là em cũng nghĩ ông này giống vậy. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm, đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh, thôi mình kiếm tiền trước đi. Không làm là ăn trên chân luôn. Dạ thì cũng nói có, chung cũng có làm ăn mà lúc đó mệt quá tiền nó đến hồi cái nó bị quay á, cái cũng có làm nhưng mà cũng chụp, có phan nhau cái rồi. Rồi giờ lấy nhau về được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em với ông xã em lấy nhau khoảng 5 năm rồi. 5 năm em dạ. Tụi em làm mấy bé rồi? Dạ 2 bé rồi. Mà bắt đầu có tính xấu lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều không em? Dạ trong mắt em thì chắc nó không nhiều nhưng mà cái tật xấu đó nó hơi lớn. Rồi khui đi em. Khi mà sanh bé thứ hai á, là em dời về thành phố em sống. Thì bên ngoại bên nội thì cũng bận việc, đâu có ai phụ mình chăm con đâu. Chỉ có một mình em với hai đứa thì em phải nghỉ làm để em chăm. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn gọi là khủng hoảng nhất của em luôn, là ở nhà. Rồi một mình ông xã em gánh vác kinh tế. Có một lần ảnh về tháng đó là hai đứa con em bệnh hoài, vậy nó nhỏ nó bệnh hoài. Với thăm tiền, ảnh về ảnh mới hỏi em, tại sao tháng này bị thăm tiền? Em nghĩ là một câu hỏi bình thường, không bao giờ em nghĩ nó sâu sắc gì đâu. Cái em mới nói, thì đó hai đứa con bệnh hoài em thấy ha. Thì em cũng giải thích phân trần. Nhưng mà khi mà ảnh lặp đi lặp lại một câu nói tới 3-4 lần thì tự nhiên em tự ái lắm chị lúc đó. Chưa khi nào mà em giận ảnh như lần đó. Không hề nói với nhau tiếng nào hết chị. Thì khoảng 2 ngày sau là ảnh năn nỉ em. Ảnh đi theo ảnh năn nỉ, nhưng mà lúc đó cái tự trọng em nó, cái tự ái em nó bị xúc phạm dữ dội lắm, em không chịu được. Cái thế là ổng năn nỉ hoài không được, cái ổng đuổi em đi luôn. Ổng bảo là bây giờ em không cần anh nữa thì em đi đi, em muốn đi đâu em đi đi. Thế là em đang cho con bú, em cũng chẳng nói, lúc đó y như là mình chán, từ trong cái tư tưởng mình chán ra rồi, không muốn nói gì nữa hết, anh muốn nói vậy nói kệ anh. Thế là em cho con ăn uống xong, bắt đầu em đi lên lầu, em lấy vali, em bỏ quần áo vô, em lấy móc đồ theo hết, em bỏ hết trong vali vậy đó. Thì khoảng 15 phút sau là ông xã em chạy lên, hai con mắt ổng đỏ như hai trái gấc vậy. Mà ổng rưng vậy chị, ổng chạy lại, ổng ôm em, ổng bảo là em ơi đừng có đi, anh cần con với em lắm, em đừng có đi. Là lúc đó tự nhiên em y như một cái bong bóng mà bị nó căng lên mà người ta chích đó. Đó hả, em vỡ òa luôn chị, em khóc mà em phải thét lên luôn. Trời ơi, là em càng thét và ổng càng ôm em. Lúc đó là thật sự là cái em giận nhất ổng trong 5 năm đó. Chồng em chỉ có mỗi một cái điều đó làm cho em bị tổn thương, làm cho em bức bối thôi đúng dạ, không? Đúng rồi. Chuyện đã xảy ra lâu rồi. Dạ. Thôi delete luôn đi. Xóa luôn. Ổng có lãng mạn không? Dạ không chị. Trong quá trình yêu em không có gì gọi là lãng mạn hết trơn á. Rồi tối ngủ thì ổng có gác tay để cho em gối đầu không? Dạ không là... đâu, ổng ngủ càng xa em ổng càng mừng. Em buông theo ổng thì ổng lại đẩy em ra. Tủm tỉm cười hả ông? Bây giờ Trung, bây giờ cô ấy có tật xấu gì không? Cô ấy thì tật xấu là hay khóc. Với lại con cái em thích là tối ngủ cứ bắt em ôm được.
Đó đâu phải thật xấu đâu. Ở đây tại vì em ngủ mình quen rồi á. Cho nên là có ai mà nằm kế bên đụng em cái là em ngủ không được. Rồi có nhiều. Ủa là mấy năm luôn á, từ lúc cưới nhau về tới giờ luôn á. Dạ. Rồi với còn lại, gì nữa? Tính em á là ví dụ như mình nói em dọn dẹp nhà đi là phải làm liền. Chứ không có mà nói à, để em giúp em làm này xíu hay làm kia xíu. Em làm không thích vậy. Cái thôi mình làm luôn, hắn bực mình cự lộn, hai chồng nghe lộn hoài. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì nè Trung ơi? Dạ em mong muốn thì vợ em là em ví dụ như em kêu ở em làm gì đó thì làm liền cho làm em. Làm liền. Không từ từ nữa. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, tối ngủ thì đừng kêu ôm nhiều quá, đừng có. Thôi bây giờ không ôm nhiều nhưng mà ấy sao? À xong rồi thôi, đúng không? À, xong rồi dạ. Ai ngủ đúng không? À, rồi, thế em mong muốn Trung thay đổi điều gì? Dạ, ông xã em thì em chỉ mong ảnh là suy nghĩ đơn giản mọi thứ thôi. Cái gì ảnh cũng suy nghĩ nó sâu xa quá thì nó sẽ nặng. Mà cái nghề của ảnh là cái nghề lập trình đó chị, nó đã rất là nặng đầu. Cho nên em chỉ mong ảnh là đơn giản hóa mọi chuyện. Cái thứ hai là đôi khi ảnh sẽ có những cái biểu hiện lãng mạn xíu. Dạ đúng rồi, làm cho em có cảm giác ảnh còn thương em. Cái đó là đúng đó, cái đó là đúng đó nha, cái đó là quan trọng. Chị biết không, từ khi cưới em tới giờ tặng em đúng duy nhất một bông hồng héo thôi đó. Mà cái đầu nó còn gục xuống vậy nữa. Là duy nhất một lần nó tới giờ thôi á. Không, chị nghĩ là cái phần mà vợ em đề nghị là em làm cái sau đi. Còn cái phần mà kia kìa là khó lắm á, tại cái đó là mình nghề nghiệp em ơi. Lập trình viên mà đâu đó rõ ràng. Thành ra là cuộc sống cũng vậy, phải nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ xa, nghĩ gần. Thì cái đó chắc khó bỏ lắm, nhưng mà bỏ phải bỏ cái sau. Phải cho vợ cái cảm giác lãng mạn. Dạ thì em suy nghĩ là mình thương là mình hành động thôi, mình giúp vợ những cái công việc hàng ngày. Đúng rồi. Phụ nữ yêu bằng cái lỗ tai. Em phải nói ra. Em đừng có để trong trái tim. Mất mát gì cái lời nói đúng không, không nè Trung. Đó, vợ xin đó, đó cũng hành động đó. Nhưng mà bây giờ nói thêm câu đi. Tôi không có nghe, tôi không có thấy gì đâu. Em à, anh thương em lắm, đừng có khóc nữa. Thôi hôm nay lên đây nói chung là cũng đã bày tỏ được hết tất cả những tình cảm của vợ chồng với nhau rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua đâu. Nói rồi bây giờ hung cái đi. Đó, hung cái đi rồi không dòm tôi nữa. Tôi không nè, thấy cái gì chưa nghe, cũng thấy vậy đó. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai bạn hạnh phúc nha.